Xin chào các bạn nha, các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi đến đại lý Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu nhé, để có thể quay cận cảnh các mẫu xe các bạn đang theo dõi ở đây. Kèm theo đó sẽ là những cái cập nhật về giá bán mới nhất trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 này dành cho những chủ nhân của những chiếc xe Yamaha Exciter đây các bạn nhé. Đây là những mẫu xe cực kỳ đẹp, có cả phiên bản năm 2019 và những phiên bản năm 2020, và cả những phiên bản giới hạn như chiếc xe Exciter phiên bản hoàng hôn ở đây. Sau đây các bạn cùng mình nhá, đi lần lượt từng chiếc xe một để xem chiếc xe này có đáng mua ở thời điểm hiện tại không, đặc biệt là giá bán tại Yamaha Mạnh Đạt có đáng để quan tâm hay không các bạn nhá. Và theo như mình tham khảo được ý, thì hiện nay giá bán của dòng xe Yamaha Exciter cơ bản là giữ mức giá ổn định thôi, dao động trong khoảng từ 46 cho tới 48 triệu tùy theo từng phiên bản và màu sắc. Để các bạn có thể biết cụ thể thì sau đây chúng ta cùng nhau đi từng chiếc xe nhá. Đây các bạn có thể theo dõi. Đầu tiên ở đây là chiếc xe Yamaha Exciter phiên bản GP màu xanh năm 2020 với những cái họa tiết này, tem xe này mới hơn này. Đây là họa tiết logo cũng mới hơn rất nhiều các bạn nhá. Màu xanh này là màu xanh huyền thoại rồi, màu xanh huyền thoại của Yamaha rồi. Với phiên bản GP này thì được làm thêm cái cặp vành này, cặp vành màu xanh này rất đẹp đây. Nhìn rất chắc chắn các bạn nhá. Nếu các bạn nào đi đường phố bình thường thì với những phiên bản này các bạn đi hoàn toàn ok. Nếu để so sánh với những cái mẫu xe khác trong cùng phân khúc ấy thì mẫu xe này đi đường phố cực kỳ ok luôn. Hiện nay vẫn là số 1 trong dòng xe côn tay các bạn nhé. Hiện nay thì giá bán của cái phiên bản này ấy đang giữ ở mức là tầm 46 triệu 500 cho tới 47 triệu mà thôi cho chiếc xe Yamaha Exciter phiên bản GP màu xanh ở đây các bạn đang theo dõi. Về cơ bản thì không có sự thay đổi nào so với bản năm 2019 ấy. Tuy nhiên thì phiên bản năm 2020 này thì nó có thêm cái bộ ten thôi, nhìn nó đẹp hơn, bắt mắt hơn một chút. Cặp lốp vẫn không thay đổi các bạn nhé, vẫn không thay đổi gì cả, chỉ riêng những phiên bản RC có sự thay đổi thôi. Và hiện nay thì mình có thể quay gần vào đây để các bạn xem được là hiện nay tất cả các cái mẫu xe, tất cả các cái mẫu xe của Yamaha hiện nay cũng đã đều có thêm cái tem năng lượng này. Hiện nay tem năng lượng này của mẫu xe này là 2 lít trên 100 km các bạn nhé. Để có thể quay cận cảnh vào đây để các bạn xem được cái số 2 lít này trên 100 km. Các bạn có thể nhìn rõ không ạ? Rồi ok, nhìn rất rõ rồi đúng không? Rồi ok, sau đây mình có thể quay ra ngoài kia đi để các bạn có thể thấy những cái mẫu xe khác nữa. Mình sẽ quay cận cảnh thêm nhiều những cái mẫu xe khác nữa các bạn nhé. Tiếp theo đây là cái mẫu xe Yamaha phiên bản hoàng hôn. Phiên bản hoàng hôn các bạn nhé. Đây là phiên bản giới hạn với những dòng chữ Exciter được viết ngược ở đây. Đây là phiên bản cũng có cái trang bị màu sắc xám cam cực kỳ đẹp, Special Edition đây, các bạn có thể theo dõi đây. Rất ok các bạn nhé, mão đầu đèn này. Về cơ bản thì không khác gì so với bản GP cả, chỉ khác là cái phần màu sắc cũng như tem xe mà thôi. Hiện nay thì giá bán của phiên bản này vào khoảng tầm là 48 triệu chưa bao gồm đăng ký, và cũng đang áp dụng chương trình trả góp với lãi suất là 0,79%. 0,79% các bạn nhé. Và rất nhiều những phần quà ưu đãi từ Yamaha Mạnh Đạt. Đây các bạn thì theo dõi nhá. Màu sắc rất đẹp, rất cuốn hút đây. Rồi ok, đây là mình giới thiệu qua một chút thôi. Tiếp theo ở đây là cái mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản RC. RC năm 2020. Trên phiên bản này có một số điểm thay đổi mà trước đây mình có một số video ấy mình đã gửi đến các bạn rồi. Với màu sắc tem xe hoàn toàn mới nhá. Trước đây cái màu cam là tổng thể trên chiếc xe này thì hiện nay màu cam gần như là biến mất rồi. Chỉ còn vào đó là những cái màu đen này, màu xám này và một chút màu cam thôi, như ở phần ba ga ở đây này. Kết hợp với đó là tem xe mà thôi các bạn nhá. Đây bạn theo dõi. Và đặc biệt hơn nữa ấy, là cặp lốp của mẫu xe này. Cặp lốp của mẫu xe này đã được đổi cặp lốp của Maxi vân ngược hoàn toàn mới nhá. Trên những mẫu xe phiên bản RC ấy, đều được trang bị cặp lốp của Maxi này các bạn nhá. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh ở đây. Còn về các cái thông số kỹ thuật trên xe không có gì thay đổi cả. Và hiện nay mẫu xe này đã được bán với giá khoảng tầm là 46 triệu 500 mà thôi nhé bạn nhé. 46 triệu 500 chưa bao gồm đăng ký. Đó các bạn có thể theo dõi. Rất ok ở đây. Đấy các bạn có thể nhìn ngắm nhé. Nhìn ngắm một vòng xung quanh. Về các nút chức năng ấy thì không khác gì so với bản năm 2019 cả. Thì mình cũng không nói nhiều ở phần về thay đổi cả các bạn nhé. Còn cuối cùng ở đây bên cạnh đây là mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản RC màu đỏ nhám rất đẹp. Hiện nay được rất nhiều các anh em quan tâm ở thời điểm hiện tại. Phiên bản này cũng giống như phiên bản màu xám cam phía bên cạnh đây, là được trang bị thêm cặp lốp của Maxi này vân ngược, kết hợp với đó là những cái thay đổi về màu sắc và tem xe. Tem xe to bản nhé các bạn nhé, to bản luôn, trải dài từ trước về đến sau của xe. Rất ok ở đây các bạn nhé. Nhìn khá đẹp và bắt mắt đấy. Cũng được dán tem năng lượng là 2 lít trên 100 km. Đây là con số gọi là con số lý tưởng của Honda, của Yamaha đưa ra thôi, chứ thực sự ra các bạn tùy vào điều kiện đường xá này, điều kiện sử dụng các bạn ấy thì cái mức năng lượng sẽ khác nhau các bạn nhé. Các bạn đi đường đồi, núi, đèo, dốc ấy, thì mức năng lượng sẽ khác với các bạn đi đường bằng.
Và với cái mức năng lượng này là duy trì trong cái mức tốc độ là khoảng tầm 50 km/h các bạn nhá. Đây các bạn có thể nhìn ngắm đây. Mẫu xe này được bán với giá khoảng tầm là 46.500 đến 47 triệu. Rất ok. Cặp lốp cũng của Maxi nhá, như mình đã nói rồi. Vân ngược. Rất đẹp. Đó. Đó là một số những cái tham khảo về các mẫu xe này. Còn cuối cùng bên đây là mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản trắng đỏ RCFI, cũng phiên bản năm 2020 các bạn nhá. Các bạn nhìn cái phiên bản năm 2020 ấy thì về cơ bản những cái phần tem xe này là thay đổi. Và RC cũng được trang bị lốp Maxi vân ngược. Giá bán hiện tại của cái phiên bản này đang giữ ở mức vào khoảng tầm là 46.500 đến 47 triệu các bạn nhá. 47 triệu, tầm 46.500 đến 47 triệu nhá. Và hiện nay thì khi các bạn mua những cái mẫu xe này của Yamaha ấy, thì các bạn sẽ được hỗ trợ phí trước bạ lên tới là 1,5 triệu đồng. 1,5 triệu đồng nha, mình nhắc lại các bạn như vậy. Rất là ok để các bạn có thể quan tâm và tìm mua cho mình. Đây các bạn có thể nhìn ngắm lại một vòng xung quanh những chiếc xe này để có thể lựa chọn cho mình nhá. Mình nhắc lại các bạn này. Màu trắng đỏ ở đây. Giá bán là 46.500 đến 47 triệu tùy theo từng màu sắc và phiên bản, tùy từng thời điểm nhé các bạn nhé. Đây là giá bán theo từng ngày, từng tuần, nó sẽ có sự khác nhau. Và đặc biệt thời điểm giáp Tết này mà giữ được cái giá bán khoảng tầm 46 đến 47 triệu ấy là rất là ok rồi các bạn nhé. Còn tiếp theo đây là cái phiên bản màu đỏ nhám. Các bạn có thể theo dõi ở đây. Phiên bản màu đỏ nhám này thì giá bán hiện tại vào khoảng tầm là 47 triệu. Có những thời điểm xuống còn 46 triệu 500 mà thôi, chưa bao gồm đăng ký các bạn nhé. Giá bán khá là ok. Đây là phiên bản xám cam, mình nhắc lại với các bạn ấy, giá bán vào khoảng tầm 47 triệu, cũng tầm 47 triệu thôi các bạn nhé, chưa bao gồm đăng ký. Phiên bản này thì có đắt hơn một chút, đây là phiên bản giới hạn, số lượng sản xuất ra rất là hạn chế. Giá bán vào khoảng tầm 48 triệu các bạn nhé. Và cuối cùng đây là màu xanh GP. Phiên bản này có giá vào khoảng tầm 47 triệu, cũng có thời điểm xuống còn 46 triệu 500. Các bạn nào quan tâm ấy, cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý Yamaha Mạnh Đạt với số điện thoại là 02133791688 sẽ được đại lý tư vấn cụ thể và chi tiết. Ngoài ra thì hiện nay ấy, còn có một số các phiên bản khác thì mình có thể đưa ra ở đây là 5 mẫu xe điển hình thôi. Còn những phiên bản như Monster Energy này đang có giá bán hiện tại cao nhất vào khoảng tầm 48 triệu 500. Phiên bản kỷ niệm 20 năm màu bạc trắng ấy, các bạn nào quan tâm đã biết rồi, giá bán vào khoảng tầm là 48 triệu. Hoặc phiên bản màu đen nhám giống như chiếc xe phiên bản RC ở kia các bạn nhá. Giá bán vào khoảng tầm là 47 triệu đến 48 triệu các bạn nhá, tầm đấy thôi. Thì một số những cái màu sắc đó thì mình chưa đưa ra ở đây, tại vì cái mình giới thiệu qua đến các bạn thôi, một số những cái mẫu xe ở đây các bạn tham khảo. Đặc biệt là cái thời điểm giáp Tết Nguyên đán năm 2020 này các bạn nhá. Đó là một số những cái nội dung mình muốn chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay thông qua video này. Đây là toàn bộ những cái gì mình muốn giới thiệu các bạn ngày hôm nay nhá. Sau đây các bạn cùng nhìn ngắm một vòng xung quanh chiếc xe này để xem có đáng mua, đáng để quan tâm ở thời điểm hiện tại hay không nhá. Sau đây em quay đi cho các bạn xem. Đây đều là những mẫu xe rất đẹp và rất bắt mắt các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cận cảnh chi tiết rồi. Mình quay một vòng xung quanh rồi nha các bạn nhé. Đến đâu mình quay đến đấy, rất là ok cụ thể rồi. Các bạn nào quan tâm ấy cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý Yamaha Mạnh Đạt nhé. Là 02133791688. Đây, trời hơi nắng một chút nữa các bạn thông cảm. Mình đã cố gắng để gửi đến các bạn ấy những video hay nhất, chất lượng nhất nhé về những cái dòng xe này. Đặc biệt là tham khảo về giá bán. Ok nhá. Thế đây là tổng thể những nội dung mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Mong rằng thông qua video này các bạn sẽ lựa chọn cho mình một chiếc xe là ok nhất, phù hợp nhất ở thời điểm này các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.